tuyên bố bị cáo Đinh Ngọc Thạch phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, áp dụng khoản 1 điều 202, điểm PB khoản 1, khoản 2 điều 46, điều 31 Bộ luật hình sự. Xử phạt Đinh Ngọc Thạch 6 tháng cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho Ủy ban phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Tôi xin cảm ơn bên cả nhà cháu bé, thôi thì sự mất mát của hai bên thì tôi xin chân thành cảm ơn cộng đồng, báo chí rồi là đồng đội, rồi nói chung là tất cả, tôi không biết nói gì, tôi chỉ xúc động, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đến chia sẻ mà cũng đã được cho chồng tôi được khoan hồng như này, thì tôi về chữa bệnh cho chồng tôi thì tôi xin cảm ơn. Một bản án rất hợp tình hợp lý và rất đủ sức răn đe với các trường, đối với những người khác mà khi tham gia giao thông mà không tôn trọng luật lệ giao thông, và cũng là rất nhân văn với một người cựu chiến binh đã từng đổ xương máu ở chiến trường. Mẹ tôi bảo đồng đội là mua cho nó cái xe máy để nó đi xe ôm, nó bảo tôi đi xe ôm thì gây tai nạn, nó không có ý thức chứ.